Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi các bạn dự án là Smart Bunny nhận token SB nha các bạn. Thì ra trang chủ của dự án thì dự án này đang trong chương trình bán hàng resell và có token này được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì dự án này làm về là MST nha các bạn. MST. ICO này. ICO VZ. Khá là ngon đấy các bạn. Tổng cung của nó này các bạn 9 tỷ sao á, 1 này 3 này 900 tỷ. Thì giá pre-sale của nó đang là 0,0019 đô cho mỗi token. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop này, các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Sau đó các bạn mở con bot ra. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 10.000 token SB. Ok, thì trên bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào continue. Sau đó thì các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây nhé. Ok, sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là join vào group, các bạn ấn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Đây là contract của con token này, 900 tỷ. Ok, thì sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter và retweet lại Bintis. Các bạn vào on Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ. Các bạn ấn phần retweet, tự viết lại một cách trực tiếp. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn nút don. Sau đó thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh channel chưa. Thì các bạn ấn nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link username Twitter. Thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết với dự án chưa. Thì bạn nào chưa join thì các bạn ấn vào Awaiter channel này. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay đó là nguồn airdrop 6. Các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút don. Và cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain BEP 20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví Sailbay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, sau đó thì hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 10.000 token SB. Và dưới đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại cái link red này đi từ thằng bạn bè để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 2.000 token SB cho một referral. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 10.000 token SB đến từ dự án Smart Bunny. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.